Chào mừng quý khách đến với video hơn 40% thanh niên được sự giúp đỡ tài chính từ cha mẹ khi mua nhà. Theo một cuộc thăm dò mới do Hiệp hội Bất động sản của tỉnh bang Ontario cho thấy rằng 41% cha mẹ có con từ 18 cho đến 38 tuổi đã giúp đỡ con cái của họ cho việc sở hữu nhà với số tiền trung bình khoảng 70.000 và kịp. Cuộc thăm dò ý kiến của khoảng 2.000 người trưởng thành tại tỉnh bang Ontario cho thấy rằng khoảng 72% cho tiền để giúp thanh toán giá mua nhà. Trung bình khoảng 73.605 gia kiềm. Trong số đó, có người chỉ cung cấp một khoản vay để trả trước. Khoản đóng góp đó trung bình là 40.878 gia kiềm. Khoảng 38% các bậc cha mẹ đã giúp đỡ tài chính khi mua nhà. Họ nói rằng họ thật sự cần phải giúp con cái trả tiền mua nhà trong lúc này. Điều này cho thấy rằng một số lớn các chủ nhà trẻ tuổi, họ phải chật vật để trả các chi phí mà không có sự giúp đỡ của gia đình. Trong năm ngoái, giá trung bình của một ngôi nhà trong vùng đại đô thị Toronto, được gọi tắt là GTA, đã tăng 29% và hiện ở mức 1.2 triệu gia kiềm. Hội đồng bất động sản khu vực Toronto cho biết rằng có thể giá nhà sẽ tiếp tục gia tăng vào năm 2022 này, ngay cả khi lãi suất sẽ tăng khiến chi phí đi vay cao hơn. Cuộc thăm dò cho thấy khoảng 71% người mua nhà lần đầu họ vẫn tiếp tục muốn mua nhà trong thời điểm này. Nhưng trong số đó, hơn một nửa, khoảng 55% nói rằng họ thật sự bi quan về việc mua nhà trong lúc này. Khoảng 60% số người được hỏi, họ cũng cho biết rằng họ cần phải di chuyển ra khỏi các trung tâm thành phố lớn để tìm kiếm nhà ở với giá cả phải chăng hơn. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video hơn 40% thanh niên được sự giúp đỡ tài chính từ cha mẹ khi mua nhà. Thì quý khách có bất kỳ thắc mắc gì liên quan đến bất động sản, hãy liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số điện thoại 416-804-5111 hoặc 416-669-7363 để được tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến việc mua bán nhà và kênh đồ. Đặc biệt, bán nhà cho quý khách, tiền khoe hồng cho team Quang Lâm chỉ có 1% mà thôi. Quang Lâm xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong những video kỳ tới.